Và mong rằng là với cái buổi học số 2 này, đó là các chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần và đâu là những biểu hiện thừa và đâu là những biểu hiện thiếu. Đó là nội dung của buổi học số 2 ngày hôm nay. Và nội dung buổi ngày hôm nay cực kỳ quan trọng để cho cả nhà mình có thể đọc vị được cơ thể của mình. Đâu là những cái chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể của mình cần và những cái biểu hiện mà chúng ta nó đang thừa và nó đang thiếu mà chúng ta có thể tự quan sát được và từ đó chúng ta có thể điều chỉnh được. Dạ, đây là cái buổi học ngày hôm nay rất là quan trọng và rất là hay luôn. Nên là quý cô bác anh chị hãy chuẩn bị một cái tâm thế là mình sẽ dành trọn vẹn hơn 1 tiếng đồng hồ tới cho cái việc này và có thể chuẩn bị là giấy bút có thể ghi chép lại những cái thông tin quan trọng để mà mình có thể liên hệ và ứng dụng trong cuộc sống tốt hơn. Và trong suốt cái quá trình mà cô Hương chia sẻ cái nội dung chính á, thì quý cô bác anh chị mình khoan hãy đặt những cái câu hỏi. Bởi vì sau cái phần chia sẻ nội dung chính cuối buổi, cô Hương sẽ có một phần gọi là hỏi đáp. Lúc đó quý cô bác anh chị mình có đủ thông tin của tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu và mình đặt câu hỏi để cô Hương có thể chia sẻ trả lời cho cả nhà là tốt nhất. Dạ, thì đó là những cái thông tin rất là cần thiết cho buổi học ngày hôm nay, buổi học số 2. Nếu quý cô bác anh chị nào mà mình chưa chia sẻ phòng Zoom cho bạn bè người thân thì em Hoa lại thêm một lời kêu gọi là mình hãy đơn giản là mình copy cái đường link đó và mình gửi cho người thân và bạn bè kèm với một số cái gợi ý hoặc là một số cái lời mời vào học chung với mình để có tri thức đúng về sức khỏe. Dạ, và bây giờ đang là 8:01 theo tâm cái phong cách của ban tổ chức thì sẽ rất là tôn trọng cái thời gian của quý cô bác anh chị nên là bây giờ thì em Hoa xin nhường lại mic lại cho cô Hương để cô Hương có thể xuất hiện chia sẻ nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn MC. Cả nhà có nghe rõ Hương nói không ạ? Cả nhà có nghe rõ Hương nói không ạ? À, dạ thông tin rất là rõ cô Hương nghe. Hương xin chào tất cả các cô bác, anh chị có mặt ở trong Zoom ngày hôm nay ạ. Đây là buổi học thứ hai rồi thì cũng rất mong là cô bác anh chị có thể đón nhận những cái kiến thức này vì nó cũng hơi mang tính chuyên môn một chút. Thì có thể cũng sẽ khó nắm bắt với mọi người nhưng mà nếu mọi người chú ý lắng nghe thì Hương nghĩ là những cái kiến thức này có thể tiếp nhận được để đưa vào trong cái bữa ăn hàng ngày của mình được. Đây là một cái buổi mà rất là quan trọng vì đây là những cái chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần để nuôi sống cái thể xác của mình ấy. Thì cái buổi 1 thì mình đã học về 6 vị thì Hương ví nó giống như là trên một cái cỗ xe máy thì trong cái bộ máy vận hành bên trong một cái xe máy thì nó cần phải duy trì và cần phải bảo dưỡng đúng không ạ? Thì 6 vị đó chính là cái để duy trì và bảo dưỡng vận hành cái bộ máy bên trong của cơ thể chúng ta. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ học về những cái chất dinh dưỡng thiết yếu. Nó giống như là cái phần mà nguyên liệu chúng ta phải nạp vào giống như ta đổ xăng vào cái xe máy ấy, và phải đổ như thế nào cho nó đúng để cho cái xe nó vận hành được thì cơ thể của chúng ta nó cũng cần những cái chất dinh dưỡng này để nó có thể duy trì các hoạt động sống ở bên trong cũng như là phục vụ cho chúng ta có thể hoạt động hay là sinh hoạt hay là làm việc được mỗi ngày. Thì đây là một cái buổi học mà tôi nghĩ là rất là quan trọng và nó là những cái kiến thức nền tảng thuộc cả về dinh dưỡng hiện đại. Nên là mọi người cũng cố gắng chú ý lắng nghe và có thể chuẩn bị giấy bút để ghi chép lại những cái thông tin mà cần thiết ạ. Cả nhà Hương xin phép share cái slide một chút. Xong có cái hình này. Cả nhà có nhìn thấy cái slide Hương chia sẻ ở đây không ạ? Nếu mà nhìn thấy cái slide của Hương thì đánh số 1 giúp Hương với ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà. Trước khi vào cái nội dung ngày hôm nay thì Hương cũng chia sẻ lại một chút là tại sao ngày hôm hôm trước chúng ta lại học về 6 vị và
Thường thì mọi người hay hay được khuyên là chúng ta sẽ phải ăn những cái thực phẩm hay là những cái rau củ quả rất là nhiều màu sắc đúng không ạ? Càng nhiều màu sắc càng tốt, càng nhiều vị thì càng tốt, thì nó là một cái phần lý thuyết ở trong cái lý thuyết âm dương ngũ hành. Ở đây thì nó có 5 cái hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, và 5 cái hành này thì nó sẽ tương ứng với 5 màu sắc khác nhau. Ví dụ như là hành mộc thì nó là màu xanh lá cây, nó sẽ tức là và nó sẽ tương ứng với cả gan của chúng ta ấy ạ. Thì nếu chúng ta ăn những cái loại rau củ quả màu xanh thì nó sẽ có tác dụng nuôi dưỡng gan. Thì vì thế chúng ta phải ăn thêm màu xanh của rau củ quả. Hay là hành hỏa thì nó thuộc, tức là nó là tim và nó có màu đỏ, thì chúng ta ăn những cái loại rau củ quả màu đỏ thì nó sẽ tốt cho tim mạch của chúng ta. Chẳng hạn như quả cà chua, quả ớt chuông hay là các loại như là rau dền cũng tốt này. Đấy. Hay là hành thổ thì nó sẽ có màu vàng. Màu vàng thì nó sẽ tương ứng với những Recording in progress. cái rau củ quả mà nó có màu vàng và nó đi được vào dạ dày tỳ vị của chúng ta ấy. Thì nó ví dụ như là khoai lang này, chuối này, hay là những cái loại quả như là xoài, thì đấy là những cái loại rau củ quả mà có thể nuôi dưỡng cái dạ dày hay là cái đường ruột của chúng ta tốt hơn. Tiếp theo là đến cái hành kim, nó tương ứng với phổi và nó có màu trắng. Thì những cái loại rau củ quả mà nó có màu trắng thì nó sẽ đi vào phổi là phế của chúng ta ấy. Nó ví dụ như là hành tây, tỏi, gừng, cái củ hành ta cũng có. Đấy. Thì đấy là những cái loại mà có thể tương ứng với những cái hành này. Và hành thủy thì nó sẽ tương ứng với thận. Và nó thường là nó không có màu thì nó tương ứng với cái hạt muối biển của chúng ta ấy, thì Hương thấy nó rất là phù hợp. Nó từ cái nước biển nó bốc hơi lên và nó chỉ còn lại cái tinh thể muối màu trắng thôi, thì nó sẽ đi vào cái hành thủy này. Thì đấy là lý do mà mọi người sẽ được khuyên là ăn nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau thì nó sẽ tốt cho cơ thể. Và như buổi hôm trước thì chúng ta cũng đã học về âm dương của 6 cái vị này rồi, thì cũng rất mong là cả nhà có thể ứng dụng được nó để quan sát lại trên bản thân mình từ trước đến giờ là mình ăn quá nhiều vị nào, mà ăn quá thiếu vị tàng vị nào ấy. Như là ông bà ta vẫn có cái câu là thuốc đắng giã tật. Tại sao mà khi chúng ta uống thuốc chúng ta không thấy nó ngon? Bởi vì nó có vị đắng, là bởi vì cái vị đắng đấy chúng ta thường ít khi ăn. Có một số người thì rất ít khi ăn những cái loại rau đắng mà gần như là cũng sẽ có cái xu hướng là từ chối và không muốn ăn nó. Thì đó cũng là một cái lý do vì sao mà chúng ta có thể nguy cơ bị thiếu mất cái vị này và nó sẽ gây ra vấn đề sức khỏe của chúng ta. Thì chúng ta sẽ phải ứng dụng, quan sát lại bản thân, quan sát lại cái phần chế biến ăn uống của mình nó có đang bị thiên lệch quá không. Thì nếu mà chúng ta thấy nó thiếu thì chúng ta sẽ bổ sung thêm, mà cái nào mà chúng ta đang ăn nhiều quá thì chúng ta sẽ phải giảm bớt đi. Chẳng hạn như là Hương thấy là mọi người có cái xu hướng là cái bát nước chấm của mình ấy cho rất là nhiều ớt, mà có những người có thói quen ăn cay cũng rất là nhiều, thì đấy cũng có thể là một cái nguy cơ họ có thể thừa cái vị cay đó. Mà thừa vị cay thì có nguy cơ là gây ra những cái vấn đề về về gan mật. Ăn quá nhiều đồ cay nóng thì có thể gây ra vấn đề về gan mật, thì những cái bệnh liên quan thì nó sẽ xuất hiện đấy. Thì đấy là lý do mà chúng ta sẽ phải quân bình lại, chúng ta không nên thừa quá và cũng không nên thiếu quá. Thì đó là cái phần mà nó có liên quan một chút đến nội dung của bài hôm trước. Trước khi đi vào các cái chất dinh dưỡng mà chúng ta cần nạp vào, trước khi chúng ta cần phải biết là chúng ta phải đổ nhiên liệu vào xe như thế nào, thì chúng ta cũng cần phải chú ý là có một cái nhiên liệu rất là quan trọng, đó chính là nước, để nuôi sống cơ thể của chúng ta. Thì chúng ta cũng cần phải đưa nó vào và đưa một cách rất là đúng cách, vì nếu thiếu thì nó sẽ gây ra cũng rất nhiều vấn đề khác nhau. Mà khi mà làm việc với người bệnh thì Hương đầu tiên Hương thường hỏi là một ngày thì trung bình là anh chị sẽ uống được bao nhiêu nước, khoảng bao nhiêu nước, và cái lượng nước uống đấy thì mình cần phải xem là nó có phù hợp với tính chất công việc hay nghề nghiệp của người của họ hay không. Thời tiết nó có liên quan đến cái việc chúng ta uống nước như thế nào. Trời nóng thì chúng ta phải uống nhiều hơn, và trời lạnh thì chúng ta có thể uống ở mức độ vừa phải. Nhưng trung bình thì một ngày chúng ta sẽ cần phải uống khoảng 40 ml nước trên 1 kg cân nặng. Thì tức là một người 50 cân thì sẽ uống khoảng 2 lít nước một ngày. Cái này bao gồm cả nước canh nhé, bao gồm các loại nước canh rau củ quả.
Nhưng mà đấy là một cái lượng trung bình thôi, và mỗi người nó sẽ có phải một cái lượng khác nhau, và mình phải căn cứ vào cái thể trạng và tính chất công việc của mình. Ở đây Hương có thường làm việc với bệnh nhân về tiêu hóa, thì khi mà những cái triệu chứng như là đầy bụng, trướng bụng, khó chịu xuất hiện thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải nghĩ đến cái việc chúng ta phải uống nước. Mà thông thường cái thời điểm uống nước tốt là một là buổi sáng sau khi thức dậy là chúng ta sẽ nên uống khoảng từ 300 đến 500 ml nước ấm ngay sau khi thức dậy. Sau đó thì khoảng 30 phút, 45 phút sau chúng ta mới nên ăn sáng. Thì đấy là cốc nước đầu tiên cần thiết trong ngày, và sau đó chúng ta cần phải uống rải rác trong ngày. Và những cái thời điểm quan trọng tiếp theo là trước bữa ăn 30 phút chúng ta cần phải uống này. Và sau bữa ăn khoảng 30 đến 60 phút, tối muộn nhất là 60 phút chúng ta phải đưa nước vào. Vì lúc đó là dịch tiêu hóa đã tiết trong dạ dày rồi. Nhưng nếu không có nước để làm loãng, để đẩy cái thức ăn của chúng ta xuống để ruột non có thể hấp thu được, thì cơ thể chúng ta sẽ gặp phải một cái phản ứng là nó sẽ bị trướng bụng, đầy hơi, khó chịu. Thì những người mà có vấn đề về tiêu hóa thì sẽ đầu tiên sẽ chú ý đến cái việc chúng ta phải uống đủ nước đã. Phải xem xét đầu tiên là uống nước đủ, sau đấy mới tính đến chuyện khác. Chưa cần biết là có điều trị hay không điều trị, nhưng đầu tiên là phải uống nước. Thì đấy là những cái điều mà Hương quan sát được từ người bệnh, thì Hương thấy là nó hay gặp phải vấn đề là mọi người thường quên cái việc uống nước. Có những người thì uống rất nhiều nước, nhưng có những người thì gần như cả ngày từ sáng đến trưa chỉ uống có một cốc nước chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái điều mà mọi người cần phải lưu ý thêm. Bởi vì là nước thì nó có tác dụng là vận chuyển được các chất dinh dưỡng, và nó theo dòng máu nó đi đến tận tế bào ấy. Nếu mà chúng ta thiếu nước thì máu của chúng ta nó không pha loãng và nó không thể đi xa được. Thì nó chỉ ở gần tim thôi, những cái vùng xa nhất như là vùng đầu hay là vùng chân của chúng ta sẽ có nguy cơ bị thiếu nước và gây ra tình trạng đau đầu. Đấy. Thì đấy là chúng ta phải lý do là chúng ta phải uống đủ nước để pha loãng máu ra. Tiếp theo là nước thì có tác dụng chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, thì Hương có vừa có giải thích rồi ấy. Sau khi dịch tiêu hóa tiết ra thì chúng ta phải uống nước để bù vào, để cho cái thức ăn nó được làm loãng và cái ruột non chúng ta hấp thu chất dinh dưỡng nó dễ hơn. Và cái quá trình mà đào thải bài tiết của những thức ăn thừa thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và những người bị táo bón thì cũng hãy đầu tiên là nghĩ đến cái chuyện chúng ta sẽ phải uống đủ nước đã. Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng táo bón là tình trạng do uống thiếu nước, làm cho phân nó khô. Khi mà đại tràng nó hút hết nước từ phân rồi thì phân đi ra ngoài nó sẽ khô, gây ra tình trạng táo bón. Nên là cũng phải lưu ý cái vấn đề này. Ngoài ra thì nó có rất nhiều những tác dụng khác, bởi vì nước thì nó chiếm đến 75% cái thể tích của cơ thể chúng ta ấy, trọng lượng cơ thể chúng ta. Và nó có tác dụng làm mát, điều hòa nhiệt độ cơ thể. Mọi người cũng để ý là khi mà chúng ta đi trong thời tiết nắng nóng ấy, chúng ta dễ bị đau đầu này, thì khi đó chúng ta rất cần nước để làm cái nhiệt độ cơ thể nó mát, nó hạ xuống. Khi đó chúng ta gần như là trên đầu chúng ta rất là nóng, nóng bừng bừng lên ấy, thì mình cần phải đưa nước vào để làm mát. Đấy là một cách để chúng ta có thể điều hòa cơ thể một cách tự nhiên, cũng chính là đưa về quân bình âm dương đấy ạ. Và nước thì có tác dụng thanh lọc, làm sạch. Thì cái này mọi người nếu mà ai đã từng 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 quan tâm đến thanh lọc cơ thể thì đều hiểu là chúng ta đều cần nước để thanh lọc những cái chất cặn bã dư thừa đào thải ra ngoài. Cái quá trình mà chúng ta đi tiểu cũng là một quá trình mà chúng ta đào thải những cái chất cặn bã hoặc là đào thải muối ra ngoài. Thì đấy là việc chúng ta cần phải uống nước đều đặn và thường xuyên. Thì đây là một cái điều mà Hương sẽ phải nói ở phần ngay phần đầu, trước khi mà mọi người muốn điều chỉnh cái gì đó thì đầu tiên phải điều chỉnh đến nước đã. Và đây là cái phần đầu tiên trong nội dung này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học là các chất dinh dưỡng thiết yếu. Thì cơ thể của chúng ta được nuôi sống bằng những cái chất đạm, chất béo và chất bột đường. Đây là ba nhóm chất chính mà chúng ta cần phải nạp thức ăn hàng ngày. Cái này ở trong dinh dưỡng thì người ta gọi là chất đa lượng, nhóm chất đa lượng. Tức là chúng ta cần với một số lượng lớn mà chúng ta không thể thiếu được ấy. Chúng ta không thể bỏ qua một chất nào không ăn được, buộc chúng ta phải đưa vào cơ thể mỗi ngày trong bữa ăn của mình.
Đầu tiên là đi vào chất đạm. Đây là một trên hình ảnh thì mọi người cũng nhìn thấy là chất đạm thì có thể tìm thấy ở trong các loại thực phẩm như là thịt, cá, trứng hay là các loại hạt đậu đỗ, tôm, cua, ghẹ. Thì đấy là những cái loại thực phẩm phổ biến mà có chứa cái hàm lượng đạm lớn để cho cơ thể chúng ta sử dụng được. Và vai trò của chất đạm ở đây là nó có tác dụng xây dựng và đổi mới cơ thể. Tức là nó có tác dụng tạo ra những cái tế bào mới để làm cho cơ thể lớn lên. Chính là cái quá trình mà trẻ nhỏ nó phát triển từ nhỏ đến lớn thì nó cần rất nhiều tế bào mới để nó xây dựng cái tế bào nó nhân lên ấy. Tiếp theo nó có tác dụng thay thế những cái tế bào già yếu bị hủy hoại. Thì cái này nó có một cái tác dụng là nó giống như là cái quá trình mà chúng ta bị lão hóa nó có thể nhanh hay chậm do cái việc mà chúng ta có đủ cái tế bào mới sản sinh ra hay không. Đấy. Tiếp theo là có tác dụng chống nhiễm khuẩn. Thì cái này nó nằm ở cái vai trò miễn dịch của chất đạm ấy. Và có tác dụng làm ấm cơ thể. Khi mà chúng ta ăn một bữa ăn mà đầy đủ chất dinh dưỡng thì chúng ta sẽ thấy cơ thể chúng ta ấm hơn. Cái này các anh chị ở ngoài miền Bắc, các anh chị cô bác ngoài miền Bắc ấy, thì sẽ thấy là trong những ngày thời tiết lạnh như thế này, nếu mà chúng ta chỉ ăn một bát cháo không thôi mà không có thức ăn ấy, hay là như ngày xưa chúng ta quay trở lại cái thời mà chúng ta kinh tế khó khăn ấy, thì chúng ta ăn uống ấy, nó rất là thiếu thốn, thì chúng ta thường là sẽ bị lạnh nhiều hơn. Ăn một cái bát cháo gà hay là ăn một cái món ăn mà nó rất là giàu đạm, chẳng hạn như như là trứng hay là cá nữa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cảm thấy là cơ thể của chúng ta sau đó được làm ấm lên. Thì đấy là một cái vai trò mà làm ấm cơ thể, nó có tác dụng duy trì giữ cái nhiệt độ của chúng ta nó không bị xuống thấp. Và cái vai trò rất quan trọng của chất đạm ở đây là vai trò tạo máu. Ra đây nghe với Thì này, những cô bác nghe anh đấy, chị nào mà mình cần thiết cho cuộc sống của con bị đấy, thiếu máu sau này, này mình tức bị là gầy cái da xanh này xao ấy, thì đấy là một cái biểu hiện của cái việc chúng ta có thể bị thiếu máu. Và máu thì nó chỉ được tạo ra từ cái chất đạm này thôi ạ. Nên là chúng ta cần phải ăn đủ. Nếu chúng ta ăn thiếu thì chắc chắn là nguy cơ thiếu máu nó sẽ cao rồi. Trong cái chất đạm này thì Hương có đưa ra những cái biểu hiện mà thường gặp mà chúng ta có thể quan sát được thông qua cái việc chúng ta phân tích từ những người bệnh ấy. Thì những biểu hiện của việc thiếu đạm và biểu hiện của việc thừa đạm thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào? Thì mọi người có thể nhìn ở trên slide này. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thiếu đạm thì có một cái biểu hiện trên tình trạng phân cũng có thể thấy là đại tiện phân nhão, phân lỏng hoặc là ít phân. Thì cái này nếu mà các anh chị mà người gầy gầy hoặc là ăn bị thiếu dinh dưỡng quá, tức là ăn thiếu thốn, tức là ăn hoặc là anh chị nào ăn chay nhưng mà ăn chay không đúng cách, ăn quá nhiều rau củ quả thì sẽ quan sát được cái phân của mình là nó không thành khuôn và không chặt, và cái khối phân nó không như bình thường, có thể đi nó chỉ nhão thôi. Thì đấy là một cái biểu hiện là cho thấy là cơ thể có thể đang bị thiếu đạm. Thứ hai là thiếu đạm thì thường là sẽ gây ra thiếu máu. Thì cái tình trạng thiếu máu thì sẽ biểu hiện trên da là da nó không được hồng hào mà nó tái. Tiếp theo là cái tình trạng thiếu đạm có thể biểu hiện tiếp theo là đi nước tiểu trong và tiểu đêm, hoặc là đi tiểu liên tục. Bởi vì cơ thể thiếu đạm thì sẽ không đủ ấm. Không đủ ấm thì cơ thể buộc phải xả nước ra ngoài để giữ lại cái nhiệt độ cơ thể ở mức quân bình. Nên chúng ta sẽ đi tiểu nhiều hơn. Và thiếu đạm thì có thể gây ra tình trạng bị ho. Thì cái này Hương quan sát là trong sau những đợt Covid thì rất nhiều người bị ho kéo dài. Bởi vì là bản thân Hương cũng lần Covid thứ hai cũng bị ho, và sau đấy mình quan sát được là do mình bị sụt giảm chất dinh dưỡng. Một khi mà cơ thể phải chiến đấu lại với virus vi khuẩn ấy thì nó mất rất nhiều năng lượng và chúng ta cần phải tái tạo lại. Nhưng cái bữa ăn của chúng ta lại vẫn ăn như cũ và chúng ta không tăng lên ấy, thì cơ thể của mình nó đang bị thiếu thì nó gây ra cái phản ứng là gây ho, bởi vì là nó chống chống cái thức ăn ở bên trong và nó cần đưa thức ăn vào. Thì đây cũng là một cái biểu hiện có thể nhận biết được là mình có bị thiếu đạm hay không. Có những người bị Covid xong ho dai dẳng khoảng 10-15 ngày, có những người ho gần 1 tháng thì cũng phải quan sát lại xem mình ăn có bị thiếu không, cần phải tăng chất dinh dưỡng lên. Và biểu hiện của việc thiếu đạm thì cũng có một cái biểu hiện bên ngoài có thể nhìn thấy được ở một số người quan sát được là chân lạnh, khó ngủ và mất ngủ. Bởi vì thiếu đạm thì cơ thể nó bị lạnh mà, nó không đủ nhiệt.
thì sẽ gây ra tình trạng khó ngủ thôi. Nên những trường hợp mất ngủ cần phải xem xét là mình ăn đã đủ dinh dưỡng hay chưa. Có thể là do bị thiếu dinh dưỡng quá. Thì đêm là buộc cơ thể là cái trường hợp mất ngủ rất hay đi tiểu đêm này. Thì cơ thể nó phải xả nước ra để nó giữ lại nhiệt độ mà. Tiếp theo là những người gầy xanh xao, mệt mỏi và suy nhược, cảm thấy không có sức sống, mà mọi người sờ vào da cứ thấy nhẽo, mà cơ thể nó không mập mà không săn chắc, thì đấy cũng là một biểu hiện của thiếu đạm. Hay là gây ra những cái vấn đề bệnh lý như là đau dạ dày, hay là những cái tổn thương nó khó hồi phục, hoặc là suy giảm miễn dịch nội tiết, thì đấy là những cái mà tác hại hoặc là những cái biểu hiện bệnh lý có thể xảy ra khi bị thiếu đạm. Còn biểu hiện của thừa đạm là cái người đó sẽ đi tiểu vàng, nước tiểu màu vàng và ít tiểu. Hôm trước mình có nói là mình có học về vị ấy, thì những người ăn quá mặn cũng đi tiểu vàng. Và hôm nay mình học tiếp là những người mà dư thừa chất dinh dưỡng, ở đây là chất đạm, thì cũng có khả năng là đi tiểu ít và nước tiểu màu vàng. Và có một cái nữa liên quan đến nước tiểu vàng và ít tiểu. Đó là gì ạ? Mọi người có nhớ không ạ? Là uống ít nước quá thì cũng đi tiểu ít và tiểu vàng. Uống không đủ nước cho cơ thể. Khi mà đã thừa đạm rồi, tức là cơ thể đang thừa chất dinh dưỡng rồi, thì có xu hướng là không muốn ăn nữa. Và nhìn thấy cơm thịt cá là không thích, mà lúc đấy lại có thể là thích ăn những cái loại như là chè, kem, trà sữa cơ. Thì đấy là những cái biểu hiện có thể thấy là nhìn cơm thịt không muốn ăn là một cái biểu hiện mà đã bị thừa đạm rồi. Thì cái này mọi người thêm. Hay là biểu hiện của táo bón hoặc đại tiện nhiều lần. Táo bón ở đây là phân khối nó khá là to này và khuôn khá là chặt. Thì đấy cũng là một biểu hiện có thể mình cần phải xem xét lại mình có bị thừa đạm hay không. Còn đại tiện nhiều lần thì thường là khi mà cơ thể đã dư thừa rồi, nó sẽ có cơ chế tự đào thải ra ngoài. Đấy cũng là một cái cách mà cơ chế tự nhiên tốt của cơ thể để báo hiệu chúng ta là chúng ta cần phải quan sát lại chúng ta đã có ăn thừa cái gì không. Và những người mà thừa chất dinh dưỡng thì thường là người mập và dễ tăng cân và sẽ có nguy cơ về bệnh béo phì và bệnh tim mạch. Các cô bác anh chị nắm được cái nội dung phần này thì đánh số 1 vào ô chat giúp Hương với ạ. Ừ, cảm ơn cả nhà. Hầu hết mọi người đã nắm được vì Hương nghĩ là đây cũng là những cái mà thực phẩm phổ biến chúng ta ăn hàng ngày. Được, chúng ta quan sát lại trên cái biểu hiện cơ thể của mình thì nó tương ứng với những cái biểu hiện nào ở đây thì sẽ biết là nó đang thừa hay thiếu. Và chúng ta sẽ quan sát dần dần nhé. Mỗi mỗi một buổi chúng ta sẽ học được thêm một ít nữa. Tiếp theo là chúng ta có hai cái nguồn đạm chính để cung cấp đạm cho cơ thể, là một là nguồn đạm từ thực vật và thứ hai là nguồn đạm từ động vật. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cả hai cái nguồn này. Còn những anh chị ăn chay thì có thể chỉ sử dụng mỗi đạm thực vật không, thì Hương cũng phải chia sẻ cái phần này. Đây là một cái phần khá là quan trọng. Cái hàm lượng đạm ở trong thực vật thì có cái tỷ lệ cao nhất. Đây là cái bảng số liệu mà trên cái 100 gram hạt đấy. Thì cái những cái hạt càng nằm ở phía dưới thì cái hàm lượng đạm nó càng cao. Thì có nghĩa là cái hạt bí là hàm lượng đạm cao nhất, sau đấy hạt đậu phộng, sau tiếp theo là hạt gai dầu, hạnh nhân, rẻ cười và những các loại hạt phổ biến như là hạt đậu đỏ, hạt điều. Thì trong cái bảng này cũng rất là may là hạt bí và hạt đậu phộng là những cái loại hạt khá là phổ biến của Việt Nam và giá thành thì khá là rẻ nên mọi người có thể sử dụng được. Hạt điều hay là hạt hạt đậu đen, đậu gà, đậu đỏ là những cái loại hạt chúng ta cũng có thể sử dụng phổ biến và hàm lượng đạm của nó cũng tương đối là phù hợp. Ở đây là 100 gram đạm, 100 gram hạt thì nó sẽ ra được khoảng 35, 33 gram đạm. Một ngày thì một người trưởng thành được khuyến cáo là sẽ sử dụng 1 gram, từ 0,8 cho đến 1,2 gram đạm trên 1 kg cân nặng, tức là một người 50 cân thì sẽ cần khoảng 40 gram đến 50 gram hoặc là 60 gram đạm một ngày tùy theo cái hoạt động thể lực.
Và những người là vận động viên thì sẽ cần nhiều đạm hơn vì họ có cái khối lượng cơ nó nhiều hơn so với người bình thường. Thì Hương cũng sẽ nói thêm một cái phần sau ở đây, Hương đưa ra cái slide để mọi người thấy được là những cái loại hạt phổ biến nào mà chúng ta đang ăn nó có hàm lượng đạm cao thì chúng ta sẽ sử dụng. Và khi mà sử dụng hạt thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý rất là quan trọng là chúng ta phải chế biến đúng cách thì cơ thể mới hấp thu được. Cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó rất là quan trọng. Chúng ta có ăn rất là nhiều những chất bổ béo mà hệ tiêu hóa của chúng ta không hoạt động tốt thì nó cũng không nạp được những chất dinh dưỡng đó. Nên là quan trọng nhất là chúng ta phải biết là chúng ta đưa vào như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta có thể tiêu được. Thì những trong cái phần hạt này chúng ta phải chú ý là chế biến đúng cách. Ở đây Hương cũng xin nói thêm là khi mà 100 g hạt thì nó mới ra được khoảng 25 cho đến 30 35 g đạm. Thì có nghĩa là nếu những người ăn chay hoàn toàn thì sẽ phải sử dụng khoảng hơn 100 g hạt một ngày. Từ 100 cho đến 200 g đến 150 g hạt thì mới có thể tương ứng được với lượng đạm mà cơ thể cần trong một ngày. Đấy là ở một người bình thường ăn chay mà không ăn thịt cá đấy. Thì chúng ta phải chú ý cái lượng nó phải đủ nhá. Chứ sữa hạt mà Hương thấy đang bán, mọi người đang bán trên thị trường bán sẵn thì cái hàm lượng đạm nó rất là thấp. Nếu chúng ta uống như vậy thì có thể nguy cơ cao là chúng ta bị thiếu đạm. Nên là các cô bác anh chị cũng phải chú ý cái phần này ạ. Đặc biệt là những người ăn chay ạ. Và chế biến hạt như thế nào cho nó đúng, đây là một phần rất là quan trọng. Buổi trước hôm con nói là cái vị chát của thực phẩm ấy thì nó có một cái cơ chế là để bảo vệ cái thực phẩm đó một cách rất là tự nhiên, thì trong các loại hạt của chúng ta nó cũng có một cái chất ức chế dinh dưỡng nó bảo vệ ở bên ngoài, thì cái chất đó nó sẽ giúp ngăn virus vi khuẩn xâm nhập vào bên trong, nó giống như kiểu chống muối mọt đấy, hoặc là nó cũng có một cái tác dụng nữa là nó chống cái hạt đấy không nảy mầm trong cái điều kiện thời tiết bình thường. Thì vì vậy mà khi mà chúng ta sử dụng hạt, có một số loại hạt chúng ta buộc sẽ phải ngâm hạt trước khi nấu. Ngày xưa các cụ hay ngâm qua đêm những cái loại hạt như là đỗ đen, đỗ đỏ ấy. Thì ở đây Hương đưa ra cái bảng mà có hạt cần ngâm và hạt không cần ngâm. Thì các loại hạt phổ biến như đậu đen, đậu đỏ hay lạc thì chúng ta sẽ ngâm khoảng 8 giờ. Trung bình là chúng ta cứ ngâm qua đêm là được. Và sau khi ngâm đó chúng ta phải đổ, phải rửa sạch cái hạt đấy đi. Thì chúng ta mới cho vào chế biến. Và chế biến cách nào để hấp thu tốt nhất ạ? Với những người có hệ tiêu hóa yếu thì những cái hạt này cần phải được hầm, phải được ninh nấu kỹ hoặc là xay thành sữa hạt thì mới hấp thu dễ dàng được. Hoặc là rang nó lên. Mà những người mà hấp thu yếu hơn nữa thì buộc phải rang cái hạt lên xong rồi hãng hầm hoặc là xay sữa hạt thì cái khả năng hấp thu cơ thể nó sẽ cao hơn. Còn những người mà hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì có thể chế biến nó đơn giản hơn hoặc nhanh hơn cũng được. Đấy, thì nó sẽ phải căn cứ vào cái hệ tiêu hóa của mình nó như thế nào thì mình sẽ phải chế biến cho nó phù hợp. Ở đây cũng có một số loại hạt sẽ không cần phải ngâm như trên cái bảng này ạ, hạt mắc ca, hạt hạt dẻ, hạt thông, hạt sen tươi, hạt chia sẽ không phải ngâm, hạt yến mạch không phải ngâm. Đây, cả nhà có thể chụp lại cái màn hình này để xem là mình chế biến đã phù hợp hay chưa nhé. Một người bình thường khoảng 50 kg thì sẽ cần khoảng 40 cho đến 60 g đạm với hoạt động thể lực bình thường. Nên là chúng ta phải tính cái lượng thức ăn chúng ta đưa vào. Nhưng ở đây mọi người sẽ không phải tính cái số calo một cách rất là chi tiết nhá. Bởi vì chúng ta sẽ phải quan sát đầu ra của dinh dưỡng chúng ta hấp thụ được bao nhiêu cơ. Chúng ta ăn 2.000 calo nhưng chúng ta chưa chắc đã hấp thụ được 2.000 calo, nên ở đây Hương không có tính lên calo mà Hương đưa ra một cái con số trung bình của một người khỏe mạnh bình thường. Chúng ta ở cái mức độ trung bình là chúng ta sẽ sử dụng như vậy. Nhưng mỗi người thì sẽ có một cái mức tăng giảm khác nhau và sẽ phải căn cứ vào cái đầu ra chúng ta quan sát được trên cơ thể. Nên không căn cứ quá nhiều vào calo ở đây nhé. Tiếp theo là cái hàm lượng đạm trên cái protein, đây chính là đạm đấy ạ. Hàm lượng đạm ở trên thực phẩm thì ở đây Hương lấy ví dụ như là chúng ta ăn 100 g thịt lợn nạc thì nó được khoảng 19 20 g đạm.
Có nghĩa là một người trung bình cần khoảng 2 lạng đến hơn 2 lạng thịt một ngày cho hoạt động thể lực bình thường. Cá cũng vậy, thịt bò cũng vậy, gà cũng vậy, hay là tôm, cua, các thứ cũng vậy. Nên là mọi người ở đây có một cái lưu ý là trứng. Mọi người cứ sợ ăn nhiều trứng thì thừa chất. Nhưng mà có một điều là ví dụ 2 quả trứng thì nó chỉ ra khoảng 12 còn 14 gram đạm thôi. Mà một người cần khoảng 40 50 gram đạm thì chúng ta sẽ cần khoảng 7, khoảng trung bình là 7 quả trứng một ngày nếu chúng ta chỉ ăn trứng không. Nên mọi người cũng không phải lo lắng nhiều về việc chúng ta ăn đang thừa trứng, quá nhiều trứng đó. Trừ những cái trường hợp mà có vấn đề bệnh lý đặc biệt phải kiêng, còn nếu không thì mọi người có thể sử dụng bình thường. Mà khuyến cáo mọi người sử dụng trứng gà ta được nuôi thả ăn thóc, còn các loại mà ăn ngô hay là những cái loại mà đậu tương mà đã biến đổi gen rồi thì Hương khuyến cáo không nên sử dụng. Đấy là những cái loại thực phẩm đã được biến đổi gen thì mình không nên sử dụng nữa. Nên là trứng gà phải là trứng gà ăn thóc được nuôi sạch thì là tốt nhất. Đây là 100 g, tất cả các loại thịt cá này là tính trên cái thực phẩm, đấy là thực phẩm nạc nhé. Không có tính lượng mỡ trong này ạ. Nên nếu mà cái miếng thịt nó rất nhiều mỡ thì 100 g đó nó lại không ra được từng này đạm đâu ạ. Nên là từ cái bảng này tham khảo chúng ta sẽ thể soi chiếu vào bữa ăn. Ví dụ một ngày chúng ta ăn trung bình có được hơn 2 lạng thịt hay không? Hay là hơn 2 lạng cá hay không? Đấy. Trung bình là chúng ta sẽ phải xem như vậy để biết được cái lượng trung bình của một người bình thường. Còn nếu chúng ta đang thiếu thì chúng ta có thể phải ăn tăng lên. Nhưng mà ăn tăng lên thì chúng ta cũng cần phải xem là hệ tiêu hóa của chúng ta có nạp được không, cái men tiêu hóa của chúng ta có đủ hay không, thì lại phải quay lại quan sát lại 6 vị của mình có đủ hay không. Đến đây là những cái nội dung chính của phần protein chính là đạm ấy ạ. Nếu mà cả nhà nắm được thì đánh được, đánh vào ô chat giúp Hương số 1 vậy ạ. Nó có 2 loại là thực vật và động vật. Thì cả 2 loại này tăng cái loại lượng đạm từ thực vật nhiều hơn. Rồi, cảm ơn cả nhà. Hương thấy là mọi người đều đánh số 1 thì như vậy là mọi người cũng đã nắm được. Còn nếu mà anh chị nào mà có thắc mắc hoặc là chưa hiểu rõ thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi ở phần cuối giờ liên quan đến nội dung này. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang chất béo. Đây là một cái chất vô cùng quan trọng nhưng mà có lẽ là cũng sẽ nhiều người ở đây chúng ta đang ăn thiên lệch. Chất béo thường thấy chúng ta sẽ thấy như là ngày xưa thì các thời thời ông bà ta thì sẽ dùng mỡ lợn, mỡ gà hoặc là mỡ cá. Ngày nay thì chúng ta sẽ sử dụng được phong phú hơn như là có dầu thực vật từ các loại dầu ô liu, dầu mè, dầu hướng dương, dầu lạc, dầu dừa hay là những loại bơ hay là những cái loại quả mà có chất béo như là quả bơ hay là hạt hạt các loại hạt như hạt điều cũng có nhiều chất béo. Thì đấy là tất cả những cái loại mà thực phẩm Hương vừa lấy ví dụ là những cái loại phổ biến mà có thể cung cấp chất béo cho cơ thể. Nó gọi dễ dàng hiểu hơn là dầu mỡ ấy ạ. Thì vai trò của nó là gì ạ? Vai trò của nó là dự trữ và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể. Tức là nếu mà cơ thể có một phần tích mỡ, luôn luôn có một cái phần mỡ tích lại ấy, để nó dự trữ cái năng lượng khi mà cần thiết, cái mỡ đó nó sẽ được đốt cháy để tạo ra năng lượng để cho cơ thể sử dụng trong những trường hợp cần thiết, chẳng hạn như khi mà nhiệt độ nó quá lạnh hoặc là cơ thể đang bị thiếu chất dinh dưỡng nào đó thì buộc nó phải điều chỉnh lại. Cái vai trò mà điều chỉnh nhiệt độ nhờ cái chất béo này nó rất là quan trọng. Các anh chị hay là cô bác ở ở miền Bắc sẽ thấy là mùa đông chúng ta rất là lạnh và cái sự biến đổi nhiệt độ của môi trường ấy nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta bị nhiễm lạnh theo. Thì cái chất béo này nó có một cái vai trò là nếu chúng ta nạp đủ thì cơ thể của chúng ta sẽ giữ được ấm. Vừa nãy chất đạm nó cũng giúp giữ ấm cơ thể và chất béo này nó cũng giữ ấm cơ thể. Nhưng cái năng lượng của chất béo nó tạo ra là nó cao hơn so với chất đạm và các chất khác. 1 g chất béo thì nó tạo ra năng lượng gấp đôi so với chất đạm và chất bột đường. Nên là cái chất béo này nó tạo năng lượng rất là mạnh. Nên chúng ta cũng cần phải ăn
cho nó phù hợp. Và chất béo là một cái chất mà giúp cấu tạo trong màng tế bào và hỗ trợ sự phát triển của trí não, của xương, của thị giác, của hệ miễn dịch và tạo ra nhiệt lượng cho hệ thống tủy xương, làm nóng cái tủy của mình thì cái tế bào gốc nó mới sản sinh ra được tế bào mới. Cái tủy xương của chúng ta nó luôn luôn cần nhiệt độ nóng ở trong đó thì nó mới tạo ra được tế bào mới. Và cái quá trình tạo máu ấy, thì nó sẽ diễn ra nhiều vào ban đêm khi mà chúng ta nghỉ ngơi. Nên là cái chất đạm và chất béo ấy, thì chúng ta nên sử dụng nhiều vào buổi tối để mà cho cái tủy của chúng ta nó đủ nóng và nó có đủ dinh dưỡng để nó sản sinh ra được tế bào gốc, nó tạo máu cho chúng ta. Ở đây nó có hai cái vấn đề cần phải lưu ý là cái chất béo mọi người đang quan tâm là nó có gây ra những nguy cơ vấn đề về bệnh tim mạch khi mà chúng ta ăn thừa hoặc là chúng ta ăn bị gọi là dư thừa quá hoặc là cái cơ thể chuyển hóa của chúng ta nó kém ấy. Thì mọi người hay truyền tai nhau là ăn nhiều dầu mỡ thì bị bệnh tim mạch hay là bị bệnh huyết áp hay là bị bệnh mỡ máu, thì đó mới chỉ là một nửa thông tin thôi, không phải là hoàn toàn đúng. Mà chất béo ở đây chúng ta cần phải phân biệt được là chất béo tốt và chất béo xấu. Chất béo tốt thì thường là sẽ lấy từ những cái loại như là dầu ô liu này, dầu dừa, dầu mè hay là dầu dầu lạc, dầu gì nữa nhỉ? Đấy đấy là Hương đang nhớ được một vài cái chất béo tốt mà chúng ta có thể sử dụng, hoặc là từ các loại hạt, từ quả bơ, từ dừa, từ cái cơm dừa của chúng ta ăn nó cũng có chất béo đấy ạ. Cơm trong cái quả dừa ấy. Hay là từ mỡ lợn sạch chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường và với lượng phù hợp. Còn chất béo xấu thì chính là những cái chất béo mà nó có nguy cơ làm cho cái tình trạng của chúng ta, cơ thể có thể gặp cái nguy cơ là bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ hay là bệnh về tim mạch hay là những cái dư thừa những cái mỡ xấu bên trong cơ thể, nó gọi là cholesterol xấu trong cơ thể. Thì nó là những cái chất béo chuyển hóa và chất béo mà bão hòa chúng ta sử dụng dư thừa. Nó nằm trong những cái loại thực phẩm như là da, mỡ nội tạng động vật này, hoặc là những cái loại bánh kẹo thực phẩm công nghiệp, những cái loại thức ăn nhanh được chế biến sẵn như là gà rán hay là khoai tây chiên ấy. Hoặc là những cái món mà được chiên rán ở nhiệt độ cao và ngập dầu, thì đấy là những cái loại chất béo chuyển hóa mà cơ thể của chúng ta nó coi là chất béo xấu, nó không dung nạp và nó tạo ra những cái mảng bám hoặc những cái ở trong cái thành mạch hoặc là trong gan của chúng ta. Chúng ta cần phải lưu ý lựa chọn cái chất béo cho nó phù hợp. Những người mà bị máu nhiễm mỡ hay là gan nhiễm mỡ ấy, khi mà được kết luận như vậy có một cái xu hướng là về kiêng hẳn dầu mỡ đi, thì đấy là một cái điều sai lầm. Bởi vì đó là nguyên nhân chính là do cái chất béo xấu nó gây ra, và cơ thể thì vẫn cần chất béo tốt để thực hiện những cái chức năng chuyển hóa bên trong cơ thể. Ở đây Hương có nói thêm một chút là cái cholesterol tốt ấy, nó sẽ tham gia vào quá trình mà cấu tạo màng tế bào này, nó tham gia vào quá trình tổng hợp vitamin D này, nó tham gia vào cái quá trình mà tổng hợp hormone trong cơ thể. Tức là nó rất là quan trọng, nên chúng ta không thể không nạp chất béo được, mà chúng ta sẽ phải lựa chọn chất béo cho phù hợp. Và những cái loại vitamin như là A, D, E, K thì nó chỉ tan ở trong dầu thôi, trong dầu mỡ ấy. Thì buộc chúng ta phải ăn có chất béo thì chúng ta mới đủ vitamin được. Chúng ta mới hấp thu được những cái vitamin đó. Còn nếu một người kiêng hoàn toàn chất béo thì có nguy cơ bị thiếu rất là nhiều những cái vi chất. Theo là chúng ta sẽ quan sát là cái biểu hiện của thừa chất béo và thiếu chất béo. À, cái này Phương sẽ nói thêm một cái là theo à tôi để phần sau, thì phần này mình sẽ nói luôn. Cái biểu hiện của thừa chất béo ở một số người sẽ thấy là người dễ bị lạnh và mất nhiệt. Ở đây vừa nãy chúng ta có học về cái chức năng mà ổn định nhiệt độ của chất béo giúp cho tăng nhiệt lượng trong cơ thể. Thì nếu mà chúng ta bị thiếu chất béo thì người rất dễ bị lạnh, chân tay lạnh này. Hay là những cái ngày thời tiết lạnh ở miền Bắc chúng ta chịu lạnh rất là kém. Đặc biệt là những người gầy thì bởi vì nó không có mỡ tích trữ trong người ấy, thì sẽ không cảm nhận được là cơ thể của mình thích nghi được với cái môi trường đó và không thích lạnh. Thiếu chất béo thì cũng gây ra những cái biểu hiện như là mau tiểu, nước tiểu trong và tiểu đêm nhiều
và suy cái hệ thống tủy xương. Cái này nó nằm trong cái vai trò mà nung nóng tủy xương ấy. Nếu mà thiếu chất béo thì cái tủy xương của chúng ta hoạt động yếu và dần dần nó suy yếu đi. Và thiếu hụt vitamin, đặc biệt là những vitamin tan trong dầu như A, D, E, K Hương cô vừa nói. Và thiếu chất béo thì vết thương cũng có nguy cơ là lâu lành, những cái tổn thương trên da ấy, thì nó sẽ khó lành hay là gây ra những cái biểu hiện như là rụng tóc, da khô, tróc vẩy, thiếu độ ẩm và dễ bị mụn, cái tình trạng da xấu trên bề mặt đấy thì cũng có thể nguyên nhân một phần là do thiếu chất béo gây ra. Mùa đông mà chúng ta bị nẻ nhiều ấy là do một phần là thiếu chất béo. Và thiếu chất béo thì cơ thể nó không đủ ấm thì rất dễ là suy giảm hệ thống miễn dịch và hay ốm vặt. Thì cái này Hương cũng chính là bản thân Hương là từ nhỏ đến lớn khi mà những cái năm mà mình chưa có tìm hiểu sâu về dinh dưỡng ấy, là mùa đông là Hương có ốm vặt triền miên, tức là ho, viêm họng, nó là viêm họng mãn tính. Lúc nào cũng trong cái tình trạng sụt xịt. Mà ngày xưa là Hương ăn rất ít chất béo và gia đình có truyền thống là gần như là hạn chế dầu mỡ, chỉ ăn đồ luộc thôi. Thì đấy là một cái mà đến khi mà sau này mình nhận ra là mình đã sai lầm rất là nhiều trong nhiều năm. Thì mình đã phải phải điều chỉnh lại và bây giờ thì những cái thời gian gần đây là Hương mùa đông cũng không có bị ốm vặt như ngày xưa nữa. Thì mọi người những cái bệnh như là cảm cúm thông thường ấy, mọi người cứ quan sát là đấy là những cái bệnh do nhiễm lạnh, khi mà thời tiết lạnh hoặc là mình vào điều hòa mình bị lạnh quá thì đấy là cơ thể của mình nó không đủ ấm. Những cái người mà dư thừa năng lượng rồi thì họ sẽ có thể qua được những cái thời tiết đó. Nhưng với những người bị thiếu năng lượng gầy mà ăn không đủ chất dinh dưỡng ấy thì thường là sẽ thường xuyên ốm vặt trong những cái ngày thời tiết mà nó thay đổi. Và thiếu chất béo thì có thể gây ra tình trạng mất cân bằng nội tiết tố và ảnh hưởng đến khả năng tình dục và sinh sản và suy giảm trí nhớ này. Nói chung là rất là nhiều cái vấn đề và mau đói. Ăn ăn ít chất béo quá thì cũng làm cho chúng ta mau đói. Các cô ba anh chị cứ hình dung là mình ăn một cái thực phẩm mà một cái món ăn mà chế biến là chiên rán rất nhiều dầu mỡ, chúng ta ăn sẽ thấy nhanh ngấy và nhanh no, là cơ thể nó không tiếp nhận nữa và chúng ta chỉ cần ăn một phần vừa vừa thôi và không không thể ăn được tiếp. Thì đấy là do cái chất béo nó tạo ra một cái năng lượng rất cao. Mà nếu thiếu nó chúng ta kiêng đi thì chúng ta sẽ nhanh bị đói. Mặc dù chúng ta vẫn ăn nhiều đấy. Biểu hiện của một người bị thừa chất béo thì có thể nhìn thấy bên ngoài cảm quan là sẽ là những cái người mà béo mập thừa cân và đặc biệt là người này thì sẽ nóng và thì ít đi tiểu. Tức là cả buổi sáng có thể người ta cũng chỉ đi tiểu có một lần thôi và trung bình thì 2 giờ đi tiểu một lần thì là bình thường. Có một cái điều cần lưu ý ở đây là khi chế biến thực phẩm bằng chất béo chẳng hạn như là chiên, xào, rán thì chúng ta sẽ phải chú ý là như dầu ô liu thì chỉ nên dùng để trộn salad thôi hoặc là trộn vào thức ăn sau khi đã chế biến xong và chúng ta ngắt nhiệt rồi thì chúng ta mới dùng đến. Còn những cái loại thực phẩm rán thì chúng ta nên dùng như là dầu lạc hay là dầu dừa hay là mỡ lợn để rán, bởi vì là rán thì cái điểm khói nó sẽ cao và đấy là những cái loại dầu mỡ có thể chịu được điểm khói cao. Thì dầu dừa nó hơi có mùi, nó sẽ làm mất mùi thức ăn, nó không ngon, thì mọi người có thể sử dụng dầu lạc cũng được hoặc là mỡ lợn mới với một cái lượng phù hợp. Trung bình thì một người bình thường trưởng thành thì sẽ cần khoảng từ 20 cho đến 50 gram chất béo ở một người khỏe mạnh bình thường một ngày. Thì tức là nó sẽ tương ứng với khoảng từ 20 cho đến 60 ml chất béo một ngày đấy. Mà Hương thì ngày xưa là nhỏ đến lớn là gần như không có ngày nào ăn chất béo cả. Ngày xưa đến giòm chả cũng ăn được bởi vì là ngấy, vì không có thói quen. Dầu mè cũng có thể xào được. Rán thì nhiệt độ của nó sẽ cao hơn, còn xào thì nhiệt độ của nó sẽ thấp hơn một chút. Mình tùy theo cái quá trình chế biến và Hương khuyến khích mọi người là khi đã dùng cái chất béo thì mình nên chiên rán ở nhiệt độ thấp và nhanh, tức là chế biến nhanh. Đừng rán lâu quá, để càng lâu thì cái điểm khói, nó chạm đến điểm khói là nó sẽ biến đổi sang một cái chất khác mà nó gây độc cho cơ thể đấy. Thì chúng ta chế biến thực phẩm cũng nên chế biến nhanh và cũng không nên sử dụng dầu mỡ để chiên lại, chiên đi chiên lại nhiều lần ấy. Những cái loại thực phẩm đồ ăn nhanh chế biến sẵn mọi người hay thấy là cái chảo dầu nó ngập dầu và mọi người cứ chiên đi chiên lại nhiều lần. Đấy là lý do mà tạo ra mỡ xấu cho cơ thể đấy ạ. Và chúng ta không nên sử dụng. Cái loại bánh kẹo cũng thế. Người ta sử dụng chất béo ở cái nhiệt độ cao hydrat hóa lên để cái bánh kẹo nó có thể bảo quản được lâu hơn. Mà nó không bị ôi thiêu ấy.
Thì đấy là những cái lưu ý khi mà sử dụng chất béo chúng ta phải chú ý. Chế biến phù hợp. Trong cái phần chất béo thì nếu mà cả nhà nắm được thì đánh vào ô trác giúp Hương với ạ. Đánh số 1 giúp Hương. Nếu vẫn chưa rõ thì đánh số 0 đi ạ. Sang tình 1 này. Mọi người nhớ nhé, một cái lượng bình thường của một người trưởng thành là khoảng từ 20 cho đến 60 ml chất béo. Còn đấy là một người khỏe mạnh bình thường, chưa tính đến đến cái việc là có mất cân bằng hay không nhá. Để chúng ta soi chiếu một người khỏe mạnh chúng ta có ăn được chất béo từng như vậy hay không. Riêng mạch thì sao? Và với trẻ nhỏ thì chất béo còn cần nhiều hơn đấy ạ. Nhiều hơn với cái lượng kg của họ thấp hơn thì cái lượng chất béo khoảng trung bình là từ 10 đến Bột này, 30 ml một ngày. mì biết rồi, gạo này, khoai tây. Rồi cảm ơn cả nhà. Cô này có đi hình ảnh ví dụ Tiếp không? theo là chúng ta sẽ đến vai trò của tinh bột. Còn bao nhiêu tinh bột Tinh còn bột là lại? những cái mà chúng ta thấy là trong cơm củ khoai hay là khoai lang này hay là các loại đậu đỗ cũng có một phần tinh bột trong đó, hay là những cái loại như là bí đỏ có một phần tinh bột này, trong quả chuối cũng có một phần tinh bột này. Đấy. Thì tinh bột thì nó có một cái vai trò là cung cấp năng lượng và vai trò tạo hình và làm mát cơ thể. Cái vai trò tạo hình này nó cũng giống như vai trò mà vừa mình học chất đạm, nó cũng có một phần vai trò là tạo hình đấy, tức là tạo ra cái hình dáng cơ thể mình này. Nếu bây giờ mình là người trưởng thành, mình cơ thể của mình ở mức đủ cân rồi thì mình phải giữ cho nó như vậy. Còn nếu chúng ta cứ nạp thêm rất nhiều tinh bột, rất nhiều đạm vào thì cơ thể của chúng ta sẽ mập Ghi lên cái mỗi đấy ngày. trên cả cái phần Đấy. mục studio chưa, để con Nên ghi cái đấy là về. những cái người mà muốn giảm cân thì thường Nhé. hay có xu hướng là kiêng tinh bột là vì vậy đấy ạ. Nó có chức năng là tạo hình, làm mát cơ thể. Cái làm mát này bởi vì là ăn tinh bột vào thì nó không nóng nhiều bằng so với ăn đạm và ăn chất béo, thì cái tinh bột này nó có xu hướng làm mát hơn. Ngày xưa thời các cụ là ăn một ngày một bữa sẽ ăn khoảng 4-5 bát cơm, bởi vì là thức ăn nó ít và mọi người hoạt động thể lực nhiều nên là cái cơm đó khi vào trong cơ thể nó chuyển hóa thành đường và mọi người lao động thì nó sẽ hết. Nhưng bây giờ chúng ta thì hoạt động thể lực ít nên có lẽ là cái lượng cơm chúng ta ăn vào cũng cần phải giảm đi. Có một điều cần lưu ý mà mọi người hay truyền tai nhau là chúng ta nên ăn tinh bột nào, nguyên cám. Chẳng hạn như là các cô bác anh chị mà ăn thực dưỡng thì sẽ ăn gạo lứt ấy. Thì tuy nhiên là nếu mà đang từ một người ăn cơm trắng mà chuyển sang ăn gạo lứt thì sẽ bị khó tiêu, bởi vì là cái men tiêu hóa trong cơ thể của chúng ta sản sinh ra theo một thói quen là nó chỉ tiêu hóa cho cơm thôi, mà chuyển sang cái gạo lứt thì nó cần những cái men tiêu hóa nó khác hơn một chút đấy. Thì lúc đó chúng ta lại cần phải ăn làm quen để thích nghi dần, tức là phải ban đầu là lượng ít xong tăng dần lên tính sau. Tất nhiên là nó sẽ tốt nhưng mà nó cũng không phải phù hợp với tất cả mọi người vì nó khó ăn. Nên là những ai mà có bệnh lý như là chẳng hạn như cần phải kiêng hẳn tinh bột trắng thì chúng ta có thể ăn cơm gạo lứt. Còn nếu chúng ta vẫn là người khỏe mạnh bình thường thì Hương nghĩ vẫn ăn cơm bình thường được. Hương cũng vẫn ăn Gạo cơm, lứt tôi lựa có không có kiêng ăn gạo lứt bởi vì nó bên cũng trong cái không phải bếp là loại cho nhà bếp phổ nấu biến nhiều mà mình có thể nấu thường xuyên được, thì cả nhà cũng với ai cũng ai cũng ăn được cái món đấy. Và ăn cơm gạo lứt thì nó cần phải nhai rất là kỹ. Mà chúng ta hồi ngày nay thì chúng ta đang có một cái xu hướng là chúng ta ăn vội và nhai nhanh, không có xu hướng nhai kỹ. Bởi vì là công việc quá là bận rộn mà. Nên là nếu ăn gạo lứt mà không nhai kỹ thì không tiêu được, có người đại tiện ra cả nguyên hạt gạo. Ở tinh bột này thì có một cái điều lưu ý nữa là chúng ta sẽ phải nhai rất kỹ vì là khoảng 70% cái tinh bột này có thể được tiêu hóa được bởi ngay cái enzyme trong khoang miệng nó tiết ra. Nên những người có hệ tiêu hóa yếu buộc phải nhai kỹ thức ăn thực phẩm của chúng ta đưa vào để cái quá trình mà tiết enzyme từ khoang miệng nó sẽ hỗ trợ cái quá trình tiêu hóa. Khi mà cái dạ dày của chúng ta nó yếu thì chúng ta buộc phải nhai rất là kỹ thì cái thức ăn chúng ta ăn vào nó mới chuyển hóa thành dinh dưỡng được. Những cái này cả nhà chú ý nhé, những cái bệnh về tiêu hóa, đặc biệt là những người mà có dạ dày yếu hay là thường xuyên rối loạn tiêu hóa sẽ phải chú ý cái việc này, ăn rất là tập trung và nhai kỹ. Tiếp theo là chúng ta quan sát những cái biểu hiện như thế nào để cho thấy được thiếu tinh bột và thừa tinh bột.
Nếu mà một người thấy miệng mình nó bị chua thì cũng đấy có là một phần biểu hiện là đang bị thiếu tinh bột. Hoặc là người mà bị gầy quá thì là do ăn thiếu thiếu tất cả các chất dinh dưỡng, ăn thiếu cả đạm, ăn thiếu cả tinh bột, ăn thiếu cả chất béo thì cũng là nguy cơ là bị gầy quá. Hay là phân nhão, phân lỏng cũng có một phần liên quan đến thiếu tinh bột, tức là cái lượng chúng ta ăn vào nó ít quá thì cái khối phân nó không đủ thì nó gây ra cái tình trạng lão lỏng và màu phân nó bị sậm đen lại. Cái này mọi người có thể quan sát thêm thông qua cái việc đi đại tiện của mình. Thiếu tinh bột thì là người sẽ bị nóng, khô khát và cũng dễ bị đau bao tử. Những cái trường hợp mà bị đau dạ dày cấp tính thường có được khuyên là sẽ phải ăn cháo trong một thời gian khoảng 1 tuần, ít nhất là 1 tuần, là để cung cấp cái tinh bột, nó chính là cái nó giống như một cái hồ để chám vào cái dạ dày của chúng ta ấy. Thì đấy là một cách mà chúng ta có thể cải thiện cái sức khỏe của dạ dày của chúng ta. Trong trường hợp mà chúng ta đang bị đau, đang bị viêm, bị có vấn đề về tiêu hóa thì chúng ta cũng nên ăn cháo một thời gian để cải thiện cái tình trạng tiêu hóa của mình nó tốt hơn. Đặc biệt là những người mà đau dạ dày mà cảm thấy người nó nóng này, đi tiểu rất ít này, nước tiểu vàng thì đấy là một biểu hiện cho thấy là chúng ta cần phải nghỉ tất cả là các loại thức ăn khác, thịt cá các thứ là chúng ta dừng lại, chúng ta chỉ ăn cháo không thôi, thêm một xíu muối và thêm một xíu đường vào cho dễ ăn. Thừa tinh bột thì có biểu hiện là người mập và người sờ người lúc nào cũng thấy man mát đấy. Đấy cũng là có thể là trong biểu hiện của thiếu của thừa tinh bột nhé. Phần này cả nhà nắm được không ạ? Nếu mà nắm được thì đánh số 1 giúp Hương với ạ. Chúng ta còn một cái nội dung của chất đa lượng nữa. À, ngày xưa thì thời các cụ là ăn 4 5 bát cơm một bữa nhưng mà hoạt động thể lực rất nhiều và không có thức ăn khác. Nên là cái lượng chúng ta ăn vào nó vẫn đủ đủ cho cơ thể dùng, nó không có dư thừa. Và ngày nay thì chúng ta ăn rất ít cơm, ví dụ như Hương thấy là có những người thì trung bình là một bữa ăn sẽ 1 đến 2 bát cơm, hoặc có những người kiêng hẳn cơm. Thì cái tinh bột này nó cung cấp đường cho cơ thể và nó nuôi bộ não này, nó nuôi những cái hoạt động khác của tế bào nên chúng ta cũng vẫn cần ăn. Mà nếu chúng ta ăn ít tinh bột rồi mà rau củ quả hay đường chúng ta không nạp thêm vào ấy thì có nguy cơ là cái bộ não chúng ta bị thiếu năng lượng. Vì bộ não sử dụng rất nhiều năng lượng từ đường. Trong khi mà cảm ơn cả nhà, chúng ta sẽ phần sang một cái phần đường mà đang gây rất nhiều tranh cãi ở các trường phái dinh dưỡng khác nhau. Đường ở đây có thể lấy từ đường mía hoặc là các loại rau củ quả thì sau khi ăn vào cơ thể cũng sẽ chuyển hóa thành đường và nó sẽ cung cấp năng lượng và đặc biệt là năng lượng cho bộ não và có vai trò là làm mát cơ thể. Các cô bác anh chị hình dung là khi mình ăn rau củ quả và mình thấy người rất là mát và đặc biệt là mùa hè thì mình có xu hướng thích ăn rau củ quả nhiều hơn đúng không ạ? Để nó làm mát cơ thể đấy. Thì đấy là một cái vai trò mà đường là một chất để làm cho cơ thể của chúng ta mát hơn và một biểu hiện để chúng ta thấy là khi chúng ta trời nắng chúng ta sẽ phải ăn nhiều hơn. Và cái lượng đường trong cơ thể cần, cái chất bột đường tỷ lệ cần một ngày thì với một người bình thường ở cái mức độ trung bình là sẽ khoảng cần 1.200 calo của đường. Nó sẽ tương đương với rất nhiều cơm đấy. Nếu mà chúng ta quy ra cơm thì nó sẽ phải tương đương với khoảng 9-10 bát cơm. Nên như ngày xưa các cụ ăn là đủ. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ ăn 1-2 bát cơm thì chúng ta sẽ bị thiếu bao nhiêu? Thiếu đến tận khoảng 7-8 phần còn lại thì chúng ta sẽ phải bù bằng hoa quả hoặc là đường. Thì chúng ta mới đủ năng lượng để làm việc cho bộ não được. Vì trong khi chúng ta ngủ thôi thì não đã sử dụng 20% năng lượng cơ thể rồi. Nó không làm gì, ban ngày chúng ta hoạt động thì không nói nhé. Nhưng mà chúng ta ngủ là não đã sử dụng 20% cái năng lượng đường cơ thể rồi. Cái năng lượng cơ thể, nên chúng ta phải nạp đủ. Những người ăn quá ít những cái loại rau củ quả, cơm, thịt hay là đường ấy, ở đây không nói đến thịt cá, thì chúng ta cần phải xem xét là chúng ta có nguy cơ bị thiếu đường, hoạt động trí não của chúng ta nó sẽ bị uể oải này, khó tập trung này và dễ bị đau đầu chóng mặt, rối loạn tiền đình này, hay là người lúc nào cũng thấy nóng này và miệng thì sẽ cảm thấy khô khát, nước tiểu ít và đi tiểu cũng rất ít nữa và nước tiểu có nguy cơ là màu vàng. Lát nữa mình sẽ xem cái hình ảnh nước tiểu này mình soi chiếu nhé.
những cái vấn đề mà ở cái phần trên đầu của chúng ta ấy, là chúng ta cần phải quan tâm đến một cái biểu hiện rõ ràng là chúng ta có cung cấp đủ đường hay không. Nếu chúng ta cung cấp không đủ thì suy giảm trí nhớ thì khó tập trung và rất là dễ bực bội cáu gắt. Hay là những cái bệnh liên quan đến gan thận cũng có một phần nguyên nhân là do chúng ta bị ăn thiếu cái đường dự trữ và cơ thể nó sử dụng cạn đường rồi thì gan với thận chúng ta sẽ bị suy. Đường chính là một cái chất mà để giúp chúng ta giảm căng thẳng ấy. Nên những người làm việc căng thẳng thường có xu hướng thích ăn đồ ngọt. Và khi chúng ta nạp đúng thời điểm thì cơ thể chúng ta vẫn sử dụng hết, không có dư thừa. Và nếu thiếu đường thì suy giảm hệ thống miễn dịch bạch cầu. Cái này nằm trong những cái trường hợp ví dụ như Hương có lấy từ lần trước là những trường hợp sốt cao này, những trường hợp mà cấp cứu bệnh viện sẽ phải truyền đường ngay lập tức để cho cái hệ miễn dịch của chúng ta chống chọi lại với những cái virus vi khuẩn ấy. Nếu mà thừa đường thì có nguy cơ bị tiểu đường hoặc là cơ thể nó bị lạnh hoặc là đi tiểu nhiều, suy cái hệ thống tủy xương hoặc là dễ bị mất ngủ và tiểu đêm. Hay những trường hợp mà bị viêm xoang mà do lạnh gây ra. Viêm xoang mà những ai mà thấy là vào mùa đông bị nặng lên hay những ngày thay đổi thời tiết nặng lên này, hay là vào điều hòa lạnh mà thấy tình trạng viêm xoang của mình nó nặng lên, đấy là một biểu hiện của viêm xoang do lạnh, là cơ thể nó đang bị lạnh ấy, thì chúng ta sẽ phải quân bình lại bằng thức ăn và hỗ trợ bằng nhiều cái trợ phương khác. Những cái loại đường mà tốt cho cơ thể thì sẽ lấy từ đâu ạ? Từ nước mía. Nước mía là những cái loại mà nguyên chất nhất là chúng ta sẽ thấy này. Mọi người quan sát nhé. Vào mùa hè rất là nóng thì chúng ta sẽ thấy là mọi người sẽ bán nước mía rất nhiều đúng không ạ? Đấy chính là một cái mà chúng ta thấy là đường nó có tác dụng làm giải nhiệt cơ thể. Tức là làm quân bình cái nóng trong cơ thể của chúng ta nó trở về mát hơn ấy. Những cái ngày trời nắng nóng ấy. Mùa đông ít người uống nước mía lắm nhưng mùa hè thì rất nhiều. Đấy là cái chức năng của đường nó có tác dụng làm mát cơ thể. Tiếp theo nữa là rau củ quả tự nhiên chúng ta có thể ăn này, trái cây. Nhưng những người có hệ tiêu hóa yếu thì cái việc mà chúng ta ăn trái cây như thế này quá nhiều cũng có nguy cơ làm cho cái đường ruột chúng ta yếu hơn. Nên là Hương làm việc với nhiều với bệnh nhân tiêu hóa nên Hương quan sát được cái điều này. Và ăn trái cây thì chúng ta sẽ nên ăn vào cái vì đây là cái loại thực phẩm làm mát nên chúng ta cũng sẽ nên ăn vào ban ngày thôi, không nên ăn vào buổi tối. Đặc biệt là những cái lúc tối muộn như thế này thì không nên ăn trái cây nữa. Vì đây là thực phẩm làm mát ạ. Buổi sau chúng ta sẽ học nhiều về cái điều chỉnh quân bình âm dương, chúng ta sẽ nhận biết được thế nào là âm, thế nào là dương và chúng ta sẽ đưa thức ăn nào cho nó phù hợp. Nên cả nhà sẽ thấy là cái buổi sau là một cái buổi tổng hợp khá là nhiều kiến thức. Có nên ép nước để uống hay không từ các loại rau củ quả này ạ? Vì chúng ta có rất nhiều trường phái ăn uống khác nhau và có trường phái là uống nước ép nữa. Thì Hương cũng khuyên là trong trường hợp hệ tiêu hóa của chúng ta yếu thì chúng ta vẫn có thể uống nước ép để hấp thu nó dễ dàng hơn. Ở đây có một số người sẽ quan tâm đến cái chất xơ. Vì ai cũng nói là ăn nhiều chất xơ thì tốt cho cơ thể. Nhưng tuy nhiên là quá dư thừa chất xơ cũng có thể gây ra tình trạng khối phân nó quá lớn và đại tràng nó làm cho cái khi mà đại tràng hút nước rồi thì làm cho khối phân ấy khô và đi đi qua cái vùng trực tràng của chúng ta nó sẽ gây ra một số vấn đề như là cào xước cái hậu môn của mình ấy gây ra bị viêm hoặc là bị loét thì cái chất xơ chúng ta nên sử dụng là chất xơ hòa tan một phần và chất xơ không hòa tan một phần. Chất xơ hòa tan thì có nằm trong những cái loại như là chuối, thanh long hay là bí đỏ, khoai lang hoặc là những cái loại rau mềm nhất như là mồng tơi thì có thể sử dụng được. Còn chất xơ không hòa tan như những cái loại mà rau mà xơ dai chẳng hạn như rau cải này, rất là nhiều xơ, mọi người chú ý nhé, chúng ta phải sử dụng lượng vừa phải. Không phải là chúng ta cứ bị táo bón là chúng ta ăn nhiều chất xơ vào, chúng ta ăn rất nhiều rau vào là tốt đâu ạ. Chúng ta phải đưa nó phù hợp. Rau nhưng mà khi chúng ta đưa nhốt và dễ tiêu, tức là nó dễ bị mềm ra ấy, nhũn ra được ấy, thì chúng ta sẽ ăn. Đây đây là một cái tỷ lệ mà Viện Dinh dưỡng Quốc gia có đưa ra là tỷ lệ cân đối các chất dinh dưỡng thì mọi người nhìn vào cái hình tròn này này sẽ thấy là cái lượng đạm cơ thể của chúng ta sẽ cần ở một người trưởng thành bình thường là sẽ cần khoảng từ 15 đến 20% hàm lượng đạm
và chất béo chúng ta sẽ cần tỷ lệ cao hơn là từ 20 đến 25%. Và chất bột đường là khoảng từ 55 đến 60 65%. Thì mọi người nhìn thấy ở đây là chất đường, bột đường là chúng ta cần nhiều nhất. Tiếp theo là đến chất béo và tiếp theo nữa mới đến chất đạm. Bởi vì người trưởng thành là cái nhu cầu tạo hình nó không còn cao nữa mà chúng ta sử dụng việc sử dụng đạm trong cái nhu cầu sửa chữa, thay thế tế bào già yếu hay là phục hồi tổn thương hay là giữ ấm thôi, thì cái lượng đạm này nó không cần quá nhiều. Nên là có một số người có xu hướng là không ăn tinh bột này mà ăn ít rau củ quả mà lại ăn tăng đạm lên, thì có thể là về lâu ngày thì cứ nghĩ là nó cũng không tốt cho sức khỏe này. Tiếp theo nó là cái chất béo chúng ta cần với một lượng cao hơn chất đạm. Nên mọi người cũng chú ý là không được kiêng béo. Và Hương quan sát là những người mà sức khỏe mà hay ốm vặt này, mà hay bị mắc các bệnh mãn tính như là xoang này, hay là một số bệnh thoái hóa xương khớp cũng liên quan đến cái việc mà chúng ta bị thiếu chất béo. Chẳng hạn những ngày trời lạnh như thế này là cơ chúng ta bị co lại và tình trạng đau nhức xương khớp bị tăng lên là do cơ thể chúng ta bị lạnh. Bị lạnh là chúng ta cần phải đưa chất béo vào để làm ấm cơ thể thì nó sẽ đỡ hơn, và cái này Hương quan sát trên chính bản thân mình cũng vậy. Bởi vì Hương đã từng bị thoái hóa từ lúc sinh xong bạn thứ hai đã bị rồi. Và lúc đó là mình sinh đúng mùa lạnh và mình không biết giữ ấm, bởi vì thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường lạnh vì không kiêng được mặc. Thì vừa bị xoang này, vừa bị đau nhức xương khớp, bị tất tần tật những cái thứ ấy nó phát ra. Thì sau đấy mình phải quan sát lại, bắt đầu mình mới biết là mình đang bị thiếu chất béo. Mình phải điều chỉnh lại. Nên là mọi người chú ý cái phần này. Ở đây có một cái con số cần phải quan tâm là cái tỷ lệ đạm động vật trên tổng số đạm chúng ta đưa vào một ngày của một người trưởng thành nó chỉ chiếm khoảng từ 30 đến 35%. Tức là chúng ta là người trưởng thành rồi, chúng ta chỉ ăn 1 phần 3 lượng đạm một ngày là đạm động vật thôi là tốt nhất. Nếu một ngày chúng ta ăn 3 bữa thì chúng ta chỉ ăn một bữa đạm động vật thôi. Còn 2 bữa còn lại là đạm thực vật thì là tốt nhất. Còn với tỷ lệ chất béo cũng tương tự, là chất béo với người trưởng thành tỷ lệ đạm à, tỷ lệ chất béo động vật cũng chỉ chiếm dưới 40%, tức là một ngày chúng ta cũng chỉ nạp 1 phần 3 cái lượng chất béo là từ chất béo động vật thôi ạ. Và nên sử dụng nhiều chất béo thực vật hơn đối với người trưởng thành. Còn ở trẻ em thì cái tỷ lệ động vật thì nó lại ngược lại, là chúng ta có thể sử dụng nhiều chất béo và chất đạm động vật hơn là từ thực vật, bởi vì cái nhu cầu xây dựng và tạo hình cơ thể của trẻ em nó vẫn lớn hơn. Và mọi người quan sát trên cái tỷ lệ này là tỷ lệ chất béo của trẻ em cần khoảng 30% là gấp đôi chất đạm nhé, là sẽ cần nhiều hơn đấy. Nên là trẻ em mà bố mẹ mà có xu hướng kiêng chất béo thì có xu hướng là nấu ăn thì sẽ toàn đồ luộc, đồ hấp, thì con nó có nguy cơ bị thiếu chất béo. Và Hương cũng đã từng là người có một cái sai lầm này, khi mà mình ngày xưa mình nghĩ là ăn lành mạnh là ăn ít dầu mỡ mà, thì mình cũng chế biến luộc hấp thôi thì con mình cũng phải ăn theo như thế. Thì đấy cũng là một cái điều không tốt đối với việc mình chăm sóc con cái, và mình sẽ phải điều chỉnh lại khi mình biết nó rồi. Nên là trẻ con vẫn cần dầu mỡ để phát triển, và đặc biệt là trí não nó rất là cần dầu mỡ. Đây Hương quay lại cái phần này, Hương hỏi mọi người một chút là cả nhà nắm được phần này thì đánh số 1 giúp Hương ạ. Nếu chưa nắm được, ai chưa nắm được phần này thì đánh số 0 ạ. Để Hương xem là cả nhà mình đã hiểu hết phần này chưa ạ. Tất cả hầu như đều đánh 1 hết rồi. Tức là cái có một cái chú ý ở đây là sau khi chúng ta học về cái nhóm chất đa lượng này, Hương cần mọi người nhớ là chúng ta cần phải ăn đầy đủ cả ba cái nhóm chất này, chúng ta không kiêng nhóm nào cả. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ học thêm là chúng ta xem là chúng ta có đang thừa thiếu cái gì không, lệch hẳn về cái gì không, để chúng ta điều chỉnh lại. Và lưu ý là chất béo là một cái chất rất là quan trọng trong việc duy trì nhiệt độ. Thì những người mà bởi vì là những người bị bệnh mãn tính hoặc là những người gầy hay ốm vặt thì lại thường nằm trong cái top mà thiếu chất béo nhiều, nên là sẽ phải chú ý. Mà nhớ là buổi trước chúng ta học là tiêu hóa chất béo nó có sẽ liên quan đến vị đắng này, vị cay này, vị gì nữa nhỉ, vị chua cũng có một phần liên quan đến tiêu hóa chất béo ấy. Nên là chúng ta cần phải chú ý là tại sao 6 vị nó lại liên quan đến cả cái phần này.
Men tiêu hóa chúng ta phải đủ thì chúng ta ăn những cái thức ăn này vào chúng ta mới tiêu hóa được. Và một cái điều nữa cần nhớ là với một người trưởng thành là chúng ta nên ăn thức ăn thực vật nhiều hơn là thức ăn từ động vật. Tuy nhiên nếu chúng ta không có thì chúng ta cũng không thể gọi là từ chối được. Chúng ta vẫn phải nạp thức ăn từ động vật vào để cho cơ thể có đủ năng lượng. Mọi người có thể nhớ một con số chẳng hạn như là chất béo thì chúng ta cần trung bình là từ 20 cho đến 60 ml một ngày. Cái này tỷ lệ của Viện Dinh dưỡng đưa ra nhé. Còn đường ấy thì một tháng một người, đây là Hương đang nói một người bình thường nhé, không nói hoạt động trí não nhiều nhé, là tỷ lệ đường có thể sử dụng là dưới 500 gram một tháng. Đấy là con số chuẩn của Viện Dinh dưỡng đưa ra ấy. Chất béo là dưới 600 à 60 gram à 600 gram. Thì thấy là chúng ta đang soi chiếu lại chúng ta có ăn đủ hay không hay chúng ta đang ăn kiêng quá. Và chất bột đường mọi người có thể sử dụng từ các loại như là cơm, rau, củ quả đều được. Và những người có hệ tiêu hóa yếu thì chú ý là chúng ta ăn những cái loại thực phẩm mà phải chế biến phù hợp như là chế biến mềm hoặc là nấu kỹ hoặc là chế biến dưới dạng lỏng thì chúng ta hấp thu sẽ tốt hơn. Và đây cũng Hương cũng xin chia sẻ thêm là khi mà chúng ta uống một cốc nước đường vào thì cơ thể của chúng ta sẽ gọi là hấp thu cái đường này rất là nhanh. Nên chúng ta có cái trường phái khí công y đạo mọi người thấy ấy, là uống đường xong là phải tập luyện để cái đường đó nó chuyển hóa được, nó đi vào tế bào. Còn nếu chúng ta uống đường xong uống rất nhiều đường như vậy mà chúng ta không tập thì rất là nguy hiểm. Là cái đường đấy nó hấp thu, nó làm tăng đường trong máu nhanh nhưng mà chúng ta không có sử dụng đến, nó không hạ được xuống. Đấy. Nên đấy là mọi người khi mà quan tâm đến khí công y đạo mọi người sẽ thấy là chúng ta phải sử dụng cho nó hợp lý. Và ngày xưa các cụ không có bị tiểu đường là vì ăn rất nhiều cơm nhưng hoạt động thể lực nhiều thường xuyên. Thì cái năng lượng chúng ta ăn vào nó chuyển hóa hết thông qua cái việc chúng ta lao động thể lực này này. Thì đấy là một cái điều cần phải lưu ý. Nên mọi người bây giờ mà kiêng quá cũng không được bởi vì chúng ta hoạt động trí não rất là nhiều mà chúng ta căng thẳng rất là nhiều. Mà cái chất bột đường chính là cái chất mà làm giảm căng thẳng ở chúng ta. Mà cũng giúp cho cái bộ não của chúng ta duy trì được cái năng lượng để hoạt động nên chúng ta vẫn phải ăn đủ. Cái thời kỳ mà Hương uống nước ép buổi sáng ấy thì là cái mình cảm thấy là đầu óc rất là tỉnh táo và hoạt động rất tốt, không có triệu chứng gì buồn ngủ. Nhưng nếu mà chúng ta ăn một cái bữa ăn sáng như là ăn ăn phở hay là gì đấy thì mình thấy là có cái triệu chứng là ăn xong buồn ngủ lắm. Thì nó không phù hợp với năng lượng của bộ não. Đấy. Thì chúng ta cũng phải quan sát đây, Hương sẽ đưa ra cái phần nhu cầu dinh dưỡng chính mà các vùng tế bào chúng ta cần là gì để mọi người đưa cái thức ăn vào phù hợp. Chẳng hạn như cái vùng não hay bạch cầu là chúng nó sẽ ăn những thức ăn như là tinh bột, là đường nhiều này, hay là một phần chất béo để cấu tạo cái màng tế bào não này. Và những cái vị mà nó dẫn lên trên cái phía trên đầu của mình là vị đắng, vị chua, vị ngọt. Là chúng ta sẽ nên ăn những cái này để tập trung cho vùng não của mình. Tiếp theo là cái phần thân xác của mình và cái phần lục phủ ngũ tạng bên trong này nó sẽ ăn cái gì ạ? Thường là nó cái nhu cầu dinh dưỡng của nó là tinh bột và chất đạm và đủ 6 vị như hôm trước mình có học đấy. Hay là cái phần tủy và hồng cầu như vừa nãy Hương có chia sẻ rồi, nó cần chất đạm và chất béo để làm nóng cái tủy xương lên. Chất đạm thì để sản sinh ra tế bào mới và vị cay, vị mặn, vị chát để dẫn cái năng lượng đấy nó đi vào trong cái tủy xương của mình. Khi mà chúng ta chia ba cái vùng như thế này thì chúng ta sẽ phân thức ăn ra cho nó hợp lý và chúng ta ăn nó không bị thừa và không cần ăn nhiều. Ví dụ như là mình hoạt động trí não ban ngày hoặc là mình lao động thể lực thì mình sẽ ăn khác, hoạt động trí não ăn khác. Những người lao động trí não mà làm văn phòng ấy thì sẽ cần hoạt động não ở buổi sáng nhiều hơn. Bắt đầu một ngày làm việc thì chúng ta cần phải suy nghĩ mà. Thì chúng ta cần phải ăn bữa ăn sáng để cho não nó có năng lượng nó làm việc. Nếu chúng ta ăn bữa ăn sáng bằng cái bữa ăn mà của tủy và hồng cầu thì chúng ta khó tập trung, chúng ta sẽ uể oải, chúng ta không tập trung được. Nên là bữa sáng mà nếu các anh chị ăn rau củ quả này hay các loại như là sữa hạt có đường hay chè hay là những cái loại nước ép trái cây ấy thì sẽ thấy là cái buổi sáng đấy chúng ta rất là tỉnh táo bởi vì não nó sử dụng được cái năng lượng đó, nó hoạt động tốt. Còn cái phần cơ bắp và lục phủ ngũ tạng này chúng ta chỉ ăn mức độ vừa phải thôi bởi vì cơ thể chúng ta đã đủ cân rồi, chúng ta không cần ăn thêm. Không cần ăn thêm quá nhiều, chúng ta cần ăn duy trì thôi. Còn cái phần tủy và hồng cầu này chúng ta sẽ ưu tiên ăn vào buổi tối. Bởi vì là tủy và hồng cầu nó chỉ hoạt động mạnh vào ban đêm thôi. Quá trình tạo máu của chúng ta sẽ
sẽ hoạt động tốt nhất khi mà chúng ta nghỉ ngơi vào ban đêm. Nên là những cái bữa tối là mình sẽ ưu tiên là ăn những cái loại thức ăn như thế này thì nó phù hợp hơn. Và chia này chúng ta không không ăn lẫn lộn nhiều quá. Ăn lẫn lộn thì nó thành ra dư thừa. Khi buổi não buổi sáng nó cần đường để nó hoạt động nhưng chúng ta lại nạp chất đạm vào chẳng hạn, thì lúc đấy nó không có năng lượng, nó hoạt động nhưng mà nó lại thừa đạm ra, thì nó đẩy ra bên ngoài làm cơ thể của chúng ta có thể bị mập lên. Ăn sai có thể làm cho chúng ta bị mập lên đấy. Mà khi mà Hương chia cái bữa ăn như này thì Hương thấy là Hương cũng không cần ăn nhiều, mà mình có thể ăn ở mức độ rất là vừa phải mà bụng nó không quá là ấm ách, mình ăn đủ là được, không cần ăn nhiều nhưng vẫn đủ năng lượng để làm việc và cân vẫn không thay đổi. Thì đây, đây đây là toàn bộ cái hết à đây. Còn cái phần nước tiểu nữa, Hương xin chia sẻ một chút về cái màu sắc của nước tiểu mà chúng ta cứ nói đến từ buổi trước đến buổi này. Cái hình này là hình có sẵn mà các bạn ban tổ chức làm slide thì nó chưa được rõ lắm nhưng mà thôi Hương nghĩ là cũng dùng được. Cái màu nước tiểu số 1 là màu nước tiểu trong suốt. Nó tức là mọi người đi tiểu sẽ thấy cái cốc ấy, thấy màu nó rất là trong, gần như nó không có xu hướng là vàng đâu, nó trong veo ấy, thì đấy là một màu nước tiểu của một người mà đi tiểu nhiều, đi tiểu liên tục cho thấy là ăn thiếu dinh dưỡng, thiếu đặc biệt là thiếu chất đạm, chất béo đấy. Thận là nơi lọc chất dinh dưỡng, nếu chúng ta ăn không có đủ dinh dưỡng thì thận không có gì để lọc cả, thì nó sẽ ra ngoài gần như là chỉ có nước 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 lã, nước trong đấy. Còn màu vàng số 2, đây là một cái màu vàng tương đối gọi là tốt. Tức là người này là người khỏe mạnh bình thường, không ăn khá là cân bằng rồi, một người cơ thể quân bình. Còn màu nước tiểu số 3 tiếp theo thì là nó hơi vàng một chút. Cái này chúng ta ngủ dậy buổi sáng sau một đêm ấy thì chúng ta sẽ thấy là nước tiểu của chúng ta màu vàng này cũng là bình thường. Nhưng ban ngày mà đến khoảng 5 6 5 giờ chiều chúng ta ăn bữa sáng bữa trưa rồi và hoạt động thể lực trong ngày, hoạt động trí não trong ngày rồi xong mà nước tiểu của chúng ta vẫn ra cái màu vàng này thì đấy là cái nguy cơ chúng ta một là thiếu nước, hai là thiếu đường hoặc là các chất giải nhiệt như là rau củ quả đấy ạ. Và nguy cơ thứ ba là chúng ta đang ăn quá nhiều dư thừa chất đạm và chất béo trong bữa trưa hoặc là bữa sáng chẳng hạn, thì mình phải chú ý là cái nước tiểu này bắt đầu là hơi vàng là không tốt. Nếu mà mình xem màu nước tiểu ở lúc nào khoảng 5 giờ chiều ạ, sau một ngày làm việc của mình và một ngày mình đã tiêu hao được hết cái lượng thức ăn từ sáng đến trưa mình ăn hay chưa thì sẽ ra được cái màu nước tiểu để chúng ta bữa tối chúng ta đưa thức ăn vào cho phù hợp. Và cái màu nước tiểu cuối cùng này này, mọi người nhìn thấy là màu đỏ này, đây là một cái màu nước tiểu xấu. Và đặc biệt là những người mà có vấn đề về gan mật thì rất dễ ra cái màu nước tiểu này, hoặc là những người mà trường hợp bệnh nan y mà ở cái mức độ khó chữa rồi ấy, thì Hương cũng có khi mà biết Hương nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng ấy, thì có một số anh chị có người nhà ở trong cái tình trạng nguy kịch là bệnh viện đã trả về rồi. Nhờ Hương tư vấn thì thực sự lúc đấy là mình thấy là không còn khả năng, bởi vì ngoài cái dinh dưỡng ra còn rất nhiều vấn đề khác chúng ta cần phải điều chỉnh cho người bệnh. Nó là quá muộn rồi, có thể là hơi muộn quá rồi. Nên là chúng ta cái việc mà Hương chia sẻ cái lớp học này là để mọi người có thể phòng bệnh cho mình ngay từ khi chúng ta còn khỏe mạnh, và chúng ta thường xuyên quan sát cơ thể, chúng ta biết là chúng ta đang có vấn đề gì hay không và chúng ta điều chỉnh cho nó kịp thời. Đừng để cho nó bị muộn quá rồi thì rất là khó. Thì đó, đó là toàn bộ cái nội dung của ngày hôm nay. Cái có một cái ứng dụng là Hương đã có hỗ trợ đồng hành với bệnh nhân bị tai biến khi mà ăn đúng. Hương chia sẻ lại cái slide trước cho mọi người thấy nhé. Đây, khi chúng ta biết được cái chúng ta nắm được cái phần vùng tế bào nào nó cần thức ăn gì thì Hương có đồng hành với bệnh nhân tai biến cũng là người nhà, làm trong cái tình trạng mà bị đại tiểu tiện là bị mất tự chủ, bị trí nhớ là bị gần như là không còn nhớ nữa và bị lẫn lộn ấy, và chân tay bị run mà và chân thì không đi được, thì đấy là một cái biểu hiện của tai biến. Thì ngày đó là Hương không có chuyên về tai biến đâu, nhưng mà Hương nghĩ là phân tích là mình cần phải cho bệnh nhân ăn thế nào cho nó để cấp cứu lại cái tình trạng bộ não, vì cái bộ não lúc đó là nó gần như là nó bị gọi là cái hệ thần kinh nó hoạt động yếu rồi, nó không còn kiểm soát được nữa, mà đại tiện và tiểu tiện là mất tự chủ rồi đấy và không còn nhớ được nữa. Thì Hương nghĩ là cái não và bạch cầu nó cần rất là nhiều đường, và mình ứng dụng như thế nào ạ?
mình uống nước chanh đường. Nước chanh là một cái vị chua để dẫn năng lượng lên phía trên, và đường là cái để cung cấp cho não. Thì cho người bệnh uống nước chanh đường vào ban ngày và buổi tối, buổi trưa ăn vẫn ăn bình thường, nhưng sẽ uống thêm rất nhiều nước chanh đường vào ban ngày và yêu cầu bệnh nhân tập luyện. Thì sau một thời gian khoảng 4 tháng thì bệnh nhân bắt đầu phục hồi, và cái có quá trình phục hồi ấy nó diễn ra nó không nhanh, nhưng mà nó thấy được là mình cho thức ăn đúng thì cái não có thể phục hồi được. Tuy nhiên là không gọi là phục hồi hoàn toàn, nhưng mà đã trở lại được làm việc bình thường rồi. Chỉ có điều là vẫn còn những cái chấn thương về tâm lý thì cái đấy là phần khác mình không giải quyết được. Đấy. Thì đấy là cái việc chúng ta nắm được cái vùng nào nó đang thiếu, mình đưa thức ăn vào cho nó phù hợp. Thì đấy là một cái điều rất là quan trọng, và ăn cho nó đúng. Mà Hương đã sau cái trường hợp mà đồng hành đấy, là Hương thấy là cái kiến thức về dinh dưỡng này nó rất là quan trọng. Thì lúc đó là Hương bắt đầu lan tỏa những cái kiến thức này cho mọi người. Thì đấy là cái toàn bộ cái nội dung của buổi ngày hôm nay chúng ta học, và buổi sau thì chúng ta sẽ học đến ngày thứ ba là buổi cuối đấy. Thì chúng ta sẽ học thêm những cái nhận đầu ra của chúng cơ thể chúng ta hấp thụ được bao nhiêu. Thông qua cái đầu ra chúng ta quan sát được từ chúng ta ăn vào nó đã phù hợp hay chưa, để chúng ta điều chỉnh lại cái thức ăn đấy cho phù hợp. Và khi mà chúng ta biết được cái sự mất quân bình ở bên trong rồi, chúng ta nhận biết nó sẽ có một số những cái dấu hiệu để chúng ta soi chiếu. Chúng ta soi chiếu là xem chúng ta có bị mất quân bình ở đâu này, thiếu thừa chất gì này, thì chúng ta sẽ có một cách để điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Và cái buổi sau chúng ta sẽ được hướng dẫn cái việc mà chăm sóc cơ thể khi bị ốm bệnh thông thường như thế nào. Thực ra nó cũng là một cách để chúng ta điều chỉnh ngay cơ thể khi chúng ta phát hiện những cái dấu hiệu mà nó không bình thường trên cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt là với trẻ em thì rất hay bị ốm vặt, thì chúng ta sẽ phải chăm sóc như thế nào cho nhanh khỏi mà không cần phải dùng thuốc. Bởi vì hai bạn nhỏ nhà Hương khoảng chục gần chục năm nay là không có dùng kháng sinh. Đặc biệt bạn thứ hai là chưa bao giờ một lần dùng thuốc Tây, không một một loại thuốc nào hết ạ. Thì đấy là gần như là những cách là giản thôi, không có gì phức tạp cả. Thì đấy là cái mà nội dung của buổi ngày thứ ba chúng ta sẽ học vào buổi cuối. Thì buổi ngày thứ ba cũng sẽ là một cái buổi mà tổng hợp lại, chúng ta sẽ vận dụng lại kiến thức của buổi 1 và buổi 2, chúng ta phối hợp nó như thế nào để chúng ta điều chỉnh cho cơ thể của mình. Thì đấy là cái phần chia sẻ của Hương ngày hôm nay. Giờ xin mời cả nhà mình, nếu mà có câu hỏi gì thì có thể đặt vào ô chat, và Hương xin phép là sẽ đi uống một chút nước. Trong cái quá trình mà đợi mọi người thì mọi người có thể đặt câu hỏi vào khung chat giúp Hương ạ. Và ban tổ chức thì trong cái khuôn khổ chúng ta học ấy, thì chúng ta đang học về dinh dưỡng thôi, nên là mọi người cố gắng tập trung hỏi vào nội dung bài học thì nó sẽ sát hơn những kiến thức mình học được.